Ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiếp tục họp theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội và 62 điểm cầu tại các tỉnh thành phố. Trong ngày làm việc hôm nay thì Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Trong đó có việc bổ sung dự toán thu chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương buổi chiều quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ sau đó quốc hội thảo luận tại tổ về hai nội dung này